bọn em đưa ra là cái giá tốt nhất rồi anh em nhé, nên anh em mà mua thì mọi người anh Văn Minh Lê con xem 55 triệu bán rồi. Vâng, em bán hôm qua rồi. Xem 55 bán rồi. Đây có con này mới về đâu, hòa đâu ạ? Hòa trong nhà. Đang báo là 45 triệu. Việc với khách. Đâu mình bán trước mình bán ra đúng không? Vâng, bán ra. Trước mình bán ra là 5 trước mình bán ra là 56 triệu này, anh em đang bán ra 45 triệu. Xin thái anh em nhé. Hòa hòa đâu ạ? Xe không mua yếm đâu anh em, thích lắp yếm đi. Trước mình bán ra bao nhiêu, mua lâu chưa? À, mua năm tháng 5 à? Chứ năm ngoái là bán 46. Năm ngoái bán 56 chứ. À 56. 56. Giờ mua 45 triệu. Bán cho anh ấy là 56 chứ. 46. Bây giờ. Đấy bây giờ tùy bác cân đối. Anh em bảo 45. Anh ấy về rồi. Đây bây giờ anh em cho xem. Bây giờ nó đang bán là 46 triệu, zin Thái, nó quay gần đây. Ở sơn zin máy zin. Bây giờ là bán 46 ạ. Dạ. 45 zin đét, zin đét của nó đấy, đây toàn bộ nguyên bản. Xe không yếm nhá, đây vành bánh tâm nan. Trước tháng 5 năm ngoái mình bán là 56 triệu nhá, trước mình có like đấy. Giờ mua lại anh em là 45 triệu. Đây, zin. Nhìn hết của nó, tất cả của nó zin hết, gầm. Gầm mềm lắm, gầm không vấn đề gì. Soi không gầm, được anh alo ơi, giá không được ạ. Con zin Thái lúc nãy không được đâu anh ạ. Em bán chuẩn giá nha anh nhá, ra lọc một xíu đấy, may đâu. Zin Thái. Triệu, rồi cứ lên. 49 triệu nha em nhá. Trước mình bán ra tháng 5 năm 2023 mình bán ra. Đấy. Mình bán ra 45 gì? Hoa bảo bán ra 45 triệu, ok nghe Hoa. Yên này, nghe. Bán ra 45 triệu. Cái này dán đi lông này. Chưa có gương chứ. À. Ông chủ buôn ô tô. Salon ô tô đang nó đang đòi mặt bằng anh em ạ. Kinh doanh giờ phải thanh khoản đúng không, đam mê nhưng mà vẫn phải thanh khoản là xe máy ngon nhỉ, con này máy được anh nhỉ, để chất bán ra 45 triệu nhá, Sony nhá, bán ra 45 triệu Hoa chỉ đạo. Chưa có yếm đâu anh em, muốn lắp yếm thì lắp, nếu mà lắp yếm thì lắp yếm xịn nhá, thì mua bắt hơn 1 triệu ấy. Sơn zin máy zin tem mác zin hết của nó, tất cả mọi cái còn hoàn hảo. Chiếc xe zin em nhìn các cái quay cho anh các cái chữ của nó ngày trước này, cái chữ của đây của nó đấy, lốc máy là zin nhất, đầu máy bao nhiêu xem này, để chờ anh ngó này. Đầu máy 8. Ôi giời, từ ga này nó trồn lên như con đấy. Đầu máy 824 nhé, đời 2002. Đầu máy 824 đây, toàn bộ gặt của zin hết nó. Xe chất nha anh em, đi vài năm hỏng đâu. Giá hợp lý quá. 45 triệu đồng anh em nhá. Bán ra 45. Em để 1999 anh em ạ. Một vòng đi. 1999 2000 đấy ạ. Một biển K 249 anh em đang xem một bên đây. Vâng, bên này thì rất là đông, hơn 300 anh em cơ. Bên TikTok à? Vâng. Anh em bên TikTok thích con xe nào hãy ủng hộ Hoàng Kiên nhá. Vâng. TikTok thì mình cái lên shop. Biển đẹp không? Biển đẹp anh em nhá, 29K11299 đấy. Biển đẹp nhìn bay. Rồi anh em những cái này vẫn còn zin này, mọi người nhìn zin này. Đấy, cái này là anh em dán quay nó sạch sẽ ngon lành rồi. Bay si trên mặt trên anh ơi. Đây, em quay cho em cái mặt trên này, mặt trên. 18 năm 1999. Vâng. Mình bán ra 18 triệu. 18 triệu đồng anh em nhá, sạch hết mặt nhật bản. Mặt trên spa ngon lành hết rồi. Đấy. Đấy, ngon lành cành đào. Khỏe hóa máy. Spacey 18 triệu. Xe này mua về vợ con đi làm nhiều, lúc này em nó thích lắm.
Nói chung là dáng đi nhẹ nhàng, phải lốp lốp sau mới non đấy. Trang bắt phút tốt sau non bát phốt này. Đẹp nhỉ, bây giờ trông gọn sạch đẹp thế, trông bơm hơi lên tí. Đấy rồi, điều chỉnh cho bát phốt đi. Cho em một xíu nha anh em nhé, cho em một xíu. Đây, điều chỉnh bát phốt vào của Yên đây. Còn sẽ đẹp nữa đúng. Được con nào chưa anh? Sẽ đẹp quá nhỉ, anh em phải khóc. Anh Ngọc Thạch. Charlie thì em không còn đấy anh ạ. Không có nhiều, ít thức ở dòng ấy, ít hơi ít, không có nhiều. Rồi, okay. 18 triệu anh em nhé, một chiếc Bayce đời 1999 ạ. Xe đã được fill sạch xe ngon lành cảnh bà đào hết rồi. Anh em chỉ việc mua về và đi thôi. Dòng hàng này là hàng sang chảnh đấy ạ. Rất là đẹp mọi người nhé. Hoa cao vườn trầu chị Duy Long. Nhà anh có một máy vườn trầu. Máy chạm rồi nha, Xuân Hoàng. Nhà em có một vườn trầu. Trời, 18 triệu đồng ạ. Cho Đức chào anh em. Cho Đức chào anh em gái, ngồi anh, chán quá. Anh em đang bảo trên kia chào anh em câu. Chào to. Chào anh em nhá. Chào anh em nhá, hôm qua nát người Đức anh em. Đức nhẹ nhàng nhá. Qua vừa sinh nhật, hôm qua vừa sinh nhật Đức về mâm. Hôm qua mấy mâm. 4 mâm. Ba bốn mâm sinh nhật đấy, chị trả không mời anh. Chúc anh Su, nhân viên Hoàng Kiên toàn zin. Đúng rồi, anh em thanh niên đội này anh em nó say mê công việc quá, vợ con lần này khẳng lắm anh em ạ. Rất là vất vả nhá. Mà thu nhập cao nhá anh em, ai mà đăng ký riêng Hoàng Kiên thì riêng gì đấy thu nhập rất cao. Mà đây không có vợ, ác ở đây dễ đâu. Đây một chiếc xe này, Vespa này anh em, nếu mà cô nào mà có thể là theo anh Hậu quay video thì có thể thích kỷ niệm luôn con xe rồi. Anh sẵn sàng anh Hoàng Kiên tiền. Mừng luôn con Vespa là biển tâm hoa luôn. Tặng để cho đi luôn. Không nghèo, mừng anh nửa con. Mừng luôn. 3VI anh em nhá. 3VI màu xanh ạ. Đáng cưới bạn. Mừng luôn. Đời ba van. Anh ơi anh quay cho em cái biển số này. Úi giời. Ra vấn đề anh em nhá. 311 rồi. Tam hoa 3 con 6 ạ. 4 con 6 luôn mọi người nhá. 29S631666 đấy, một tấm lại là 416 tứ cái 6. Làm con để làm của hồi môn, mấy khi làm theo Hoàng Kiên làm kỷ niệm. Nếu mà anh em trên like này mà xem thì tôi tặng mừng luôn cho con biển tam hoa này. Rồi. Bán là 16 triệu nhá. 2014 xe chất lượng cao. Bản máy ba van. Đấy, xe mới 70 triệu. Đây bố mẹ bảo là ở đây được hồi môn xe 70 triệu. Quý lắm. Mình bán bỏ tiền ra có 16 triệu nha, xe chất lượng. Mỏ lắm, đạp sóc, sửa chất. Chắc như khúc giò. Biển đẹp thật. Chắc. Biển tam hoa nhá, 16 triệu. Rồi. Tất cả mọi cái đã hoàn hảo. Anh em chỉ có đi, đạp sóc thì ngon lắm. Chất. Tài vẫn nhất là còn toàn số lọc thôi. Ngon lành nhá. Con này lại lấy chồng ngay mà. 16 triệu hợp lý nhá. 7 triệu không được anh ơi, 13 van mà, hàng 3 van này mà. 16 triệu. Biển nó là biển VIP rồi ạ. Biển máy, biển đuôi biển đeo lắm, biển đeo này. Quay lại vẫn 4.6. Và 4.6 29S6 31666. Đấy đây là gọi là tài nhất. Lộc. Này trong này. Được không? Cho ra.